Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngược trước, sủng sau mang tên Đêm Tân Hôn, Chồng Bỏ Tôi Một Mình Cô Đơn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để trả nợ, bố tôi ép tôi gả cho anh Tần. Đêm tân hôn, tôi vừa mở miệng gọi một tiếng anh Tần. Thế mà anh ấy lại đẩy tôi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì rút điện thoại ra, run rẩy gõ một dòng chữ. Sau khi cưới, chồng tôi đối xử với tôi rất lạnh nhạt, phải làm sao đây? Sau khi đọc hết một lượt những cuốn tiểu thuyết như Gà nhầm vào hào môn, phía trước là Con đường chảy đầy hoa và Hào môn nghịch tập, phu nhân sinh một lúc 18 đứa con, hai mắt tôi tối sầm lại. Tôi không dám làm tần phu nhân thêm một ngày nào nữa. Cửa phòng tắm mở ra, tôi vội vội vàng vàng giấu điện thoại đi, ngoan ngoãn tựa vào đầu giường. Tôi ôn lại một lượt những gì vừa học được trên mạng. Trong đầu, phụ nữ phải biết làm nũng thì mới chiếm được trái tim của đàn ông, những động tác không người đàn ông nào có thể từ chối. Tần Thâm vừa bước tới, tôi nhanh chóng ôm lấy anh, nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng tắm trên người mình xuống. Tên tiểu tử này, lần này tôi không tin, tôi không quyến rũ được anh, không ngờ Tần Thâm lại đẩy tôi ra, chỉnh lại chiếc áo choàng tắm đã cởi được một nửa rồi quay người bước đi không chút do dự. Tôi sững sờ đứng đó, lấy điện thoại ra rồi run rẩy đặt một đống sản phẩm bổ thận tráng dương. Tôi mừng rỡ chui vào trong chăn, vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường lớn. Chủ đề nào đó trên zhihu cảm giác khi có một người chồng giàu có nhưng không yêu mình là như thế nào? Tôi trả lời một cách chân thành, sướng như tiên luôn. Tôi không yêu tần thâm, anh ấy cũng không yêu tôi. Dưới sự sắp đặt của bố tôi, tôi và anh ấy lên giường với nhau anh ấy vì danh tiếng của công ty nên đành phải cưới tôi cái giá anh ấy đưa ra quá lớn số tiền đó không chỉ đủ để trả hết nợ cờ bạc của bố tôi mà còn có thể chữa bệnh tim cho em gái tôi tuân theo nguyên tắc nhận tiền của người ta thì phải phục vụ người ta tôi ngày đêm không ngừng học hỏi nghiên cứu rất nhiều tài liệu những thứ tôi tìm hiểu gồm có cô vợ nhỏ của đại lão gà nhầm hào môn phía trước là con đường trải đầy hoa hào môn nghịch tập, phu nhân sinh một lúc 18 đứa con. Mặc dù tôi không hiểu làm sao mới có thể sinh được một lúc 18 đứa con, nhưng dưới sự giải bảo của những tài liệu quý báu này, bây giờ tôi đã có kha khá kiến thức để làm một con chim hoàng yến. Cuối cùng chồng tôi để tôi phòng không gối chiếc trong đêm tân hôn. Không sao cả, ngày mai tôi sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh ấy. Ai bảo anh ấy cho tôi tiền cơ chứ, Tôi đem đĩa bít tết đã làm cẩn thận đến trước mặt Tần Thâm. "Anh Tần, đây là bữa sáng em làm cho anh." Tần Thâm nhíu mày, "Tôi tham dò." Anh Tần nghe xong, anh chợt giật mình rồi cầm dao nĩa lên, cắt một miếng nhỏ nếm thử. Tôi mong chờ hỏi, "Như thế nào?" Tôi đã phải học hỏi rất nhiều trước khi kết hôn, đảm bảo hương vị có thể sánh ngang với đầu bếp. Vết bỏng trên tay tôi hiện tại vẫn còn đang đau âm ỉ, cũng bình thường. Tần thâm đặt dao nĩa xuống lau miệng, sau đó bổ sung thêm một câu, lần sau không cần làm nữa. Nụ cười trên mặt tôi cứng đơ. Vâng, đã biết. Tôi ngoan ngoãn đáp lại rồi từ từ quay người đi. Trước khi đi còn chu đáo đóng cửa phòng ăn lại cho anh ấy. Mặc dù lần nấu nướng này thất bại, nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhận tiền của người ta rồi. Thế là tôi bắt đầu lấy lòng tần thâm bằng những cách khác. Chẳng hạn như cắn răng mua vài bộ váy xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ trước khi Tần Thâm trở về nhà, trông xinh đẹp đến mức có thể đi làm người mẫu luôn cũng được. Tôi đứng đợi ở cửa, nhưng anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đi thẳng lên lầu. Tôi không phục, đặt mua thêm 10 bộ đồ ngủ gợi cảm. Thế là Tần Thâm liền ngủ ở phòng khách 3 ngày liên tiếp, cũng không cho tôi mang nước vào phòng cho anh. Tôi không cam lòng, kiên trì đứng bên ngoài gõ cửa cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng khóa trái cửa phát ra từ bên trong, thật lập chết tiệt. Tôi nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm sau tôi lập tức vứt hết đống váy ngủ gợi cảm đi. Không sao cả, tôi tự ý thức được mình là một món hàng, nếu kim chủ không thích tôi, vậy thì tôi phải thay đổi liên tục mới biết được anh thích cái gì. Thế là tôi không biết xấu hổ, hàng ngày bám theo Tần Thâm, ngọt ngào gọi, "Anh Tần ơi, anh Tần à." tôi gọi nhiều đến mức ban đêm đi ngủ cũng mơ thấy mấy chữ anh tần bay quanh đầu tần thâm đột nhiên dừng bước tôi không phanh kịp nên đâm đầu vào lưng anh đau quá một cơn đau buốt từ mũi sọc thẳng lên mắt tôi vừa lau nước mắt vừa nghĩ may mà đây là mũi thật tần thâm quay lại không hài lòng nhìn tôi đừng gọi tôi như thế hả tôi ngẩng đầu nhìn anh nghĩ ngợi một lúc rồi thăm dò tổng giám đốc tần sao tần tổng sao tần thâm quay đầu bỏ đi còn thuận tay đóng dầm cửa lại nguy hiểm thật đấy may là lần này phanh kịp tôi vỗ ngực khâm phục mình suýt thì lại hỏng mũi kể từ khi tần thâm nói tôi làm bít tết không ngon tôi vẫn không chịu bỏ cuộc mà đổi sang nấu nhiều món khác nhau nhưng lần nào cũng bị chê thậm chí còn bị cấm không được vào bếp nữa một buổi sáng nọ sau khi ngủ nướng thỏa thích tôi ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu ngạc nhiên khi thấy tần thâm cũng dậy muộn Tôi nhìn anh đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Lịch sự chào hỏi một tiếng rồi quyết định không đến gần anh để tránh gặp xui xẻo. Tôi chợp mắt sofa, ánh mắt lướt qua chồng giấy trên bàn. Trên đó viết, báo cáo phân tích thị trường IT trong một tháng gần đây. Công ty của Tần Thâm thuộc lĩnh vực IT. Báo cáo này chắc là do cấp dưới chuẩn bị cho anh ấy xem. Nhưng với tư cách là một sinh viên chuyên ngành IT, với một quả đầu chưa hói, tôi không thể cưỡng lại những dữ liệu đang ở ngay trước mắt này. Tôi lén nhìn Tần Thâm, thấy anh vẫn đang chăm chú ăn cơm. Thế là tôi cẩn thận cầm báo cáo lên, chăm chú đọc từng chút một. Không biết qua bao lâu, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu tôi. Thích xem cái này sao? Tôi luống cuống vội vàng đặt báo cáo xuống, nhanh chóng sắp xếp lại một lượt rồi đặt xuống bàn. À không không có, không có em thấy cái này hơi lộn xộn nên giúp anh sắp xếp lại mà thôi tần thâm nhìn mấy động tác vụng về của tôi nhưng anh không có nói gì chỉ gật đầu mà thôi xong rồi đừng bảo anh ấy nghĩ rằng tôi là gián điệp do công ty đối thủ phái đến đấy nhé tôi tuyệt vọng che mặt nhớ lại một số tin đồn về tần thâm nghe nói công ty của tần thâm bị công ty đối thủ cài người đến lấy cắp tài liệu mật sau khi bị phát hiện ngày hôm sau tên gián điệp đó đã biến mất không dấu vết Tôi nằm dài trên ghế sofa, bình tĩnh vẽ dấu thánh giá trên ngực. Thành tâm nói một câu, Amen. Quả nhiên, tần thâm đặt vài cuốn sách trước mặt tôi. Đều là những quyển sách sinh viên ngành IT cần phải đọc. Tôi cười gượng. Tổng giám đốc Tần, anh có ý gì chứ? Là một gián điệp xuất sắc khi đối mặt với thử thách của kẻ địch phải thật bình tĩnh, phải có khí phách. Nhưng tôi thật sự không phải là gián điệp mà. Tôi suy sụp đưa tay đẩy chồng sách về phía Tần Thâm. Tần Thâm nhướng mày, không thích sao? À không, không, không thích. Tôi nào dám thích chứ. Không phải em học IT sao?" Tần Thâm thản nhiên nói, thế mà anh ta lại điều tra tôi, tôi càng tuyệt vọng hơn, vội vàng phùi sạch quan hệ. "Tổng giám đốc Tần, anh tin em đi, mấy cái đó đều là do bố em bắt học, em chẳng có chút hứng thú nào hết, nếu không thích thì em đã bảo lưu làm gì chứ? Giống như ông ấy ép em lấy tôi sao?" Anh hỏi. Tần Thâm nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh, không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Cuối cùng anh đứng dậy rời đi. <laughs> không bắt được gián điệp nên tức giận rồi chứ gì. Tôi đắc ý trong lòng. Tần thâm và tôi chiến tranh lạnh. Mặc dù bình thường anh ấy cũng không quan tâm gì đến tôi. Nhưng mấy ngày nay anh ấy còn quá đáng hơn. Coi tôi như không khí vậy. Tôi vui vẻ tự do tự tại. Cho đến khi ăn trưa, tần thâm lên tiếng. Tôi mai đi dự tiệc với tôi. Dạ biết, tần tổng. Tôi đáp lại bằng giọng điệu nịnh nọt. Tần thâm nhíu mày không nói gì thêm. Sau bữa ăn, trong phòng khách xuất hiện thêm mấy người. Tần thâm giơ tay chỉ nhẹ vào tôi. Thế là đám người đó vây quanh tôi, giơ tay xoay người, xoay xoay vòng. Đã đo xong rồi ạ. Tạm biệt tần tổng, tạm biệt phu nhân. Người đứng đầu cung kính chào chúng tôi, thậm chí còn cúi đầu với tôi nữa. Tôi nép mình sau lưng tần thâm. Trong tiểu thuyết, những chú chim hoàng yến đều không thể lộ diện, bị người ta xem thường, nhưng khi ở bên tần thâm mặc dù anh ấy không quan tâm đến tôi nhưng tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều rất tôn trọng tôi thậm chí cả những người hôm nay đến đây cũng rất lịch sự với tôi tôi đứng thẳng lưng nghiêng đầu nhìn về phía tần thâm bóng lưng anh ấy cao lớn thẳng tắp ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào người anh ấy cái bóng của hai chúng tôi đè vào nhau trong khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ nếu cuộc hôn nhân này không phải do tôi dùng thủ đoạn đê hèn để có được tôi sẽ là phu nhân đứng bên cạnh anh ấy nhưng điều đó làm sao có thể chứ tôi tự diễu trong lòng anh ấy đâu có yêu tôi chiều ngày diễn ra buổi tiệc tận thâm lái xe từ công ty về nhà để đón tôi đi trang điểm tôi ngắm nhìn cảnh vật với tâm trạng phức tạp từ khi công ty của bố tôi chuẩn bị phá sản Tôi và em gái chưa từng tham gia tiệc tối thêm một lần nào nữa. Tất cả những gì tôi có bây giờ đều là nhờ Tần Thâm bố thí cho. Tôi mang theo nỗi lòng chua xót bước vào cửa tiệm và khi nhìn thấy chiếc váy ở vị trí trung tâm, tôi ngây ngẩn tại chỗ. Tần Thâm giơ tay ra hiệu cho nhân viên giữ yên lặng. Không biết bao lâu sau, tôi mơ hồ bước từng bước về phía chiếc váy. Chiếc váy này không quá gợi cảm, cũng không quá phô trương thậm chí có thể nói là có phần bảo thủ và khiêm tốn chiếc váy màu xanh đậm nhẹ nhàng xòe ra ở vị trí ngực có gắn một chiếc châm hình hoa linh lan nước mắt tôi lập tức trào ra tôi quay lưng về phía tần thâm che miệng lại cố gắng bình tĩnh và bước từng bước vào phòng thay đồ khi cánh cửa đóng lại nước mắt tôi tuôn rơi một tuần trước tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên năm ba là đại diện học sinh xuất sắc của trường đứng lên bục phát biểu trong buổi lễ khi đó tôi cũng mặc một chiếc váy màu xanh đậm trên ngực cũng có gắn chiếc châm hoa linh lan chiếc váy tôi mặc lúc đó đơn giản hơn chiếc váy này rất nhiều nhưng màu xanh đậm và chiếc châm hoa linh lan thì lại không khác nhau là mấy đây là sự trùng hợp sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên tần thâm yên lặng đưa váy cho tôi anh cũng không hỏi tôi tại sao lại khóc đến mức này tôi hít một hơi thật sâu lau khô nước mắt thay váy rồi mở cửa và bước ra ngoài ánh sáng bên ngoài rực rỡ khiến tôi có cảm giác như mình không phải là người phụ nữ bán thân trèo lên giường người khác mà vẫn chỉ là một cô sinh viên ngây thơ trong sáng của một tuần trước chiếc váy rất vừa vặn với cơ thể tôi eo tôi rất nhỏ lộ ra phần hông hơi to một chút nhưng phần eo của chiếc váy lại được may rất vừa vặn với chất liệu hơi cứng ở phần eo làm cho chiếc váy có một độ xòe nhất định hoàn toàn che được khuyết điểm hông to của tôi sau khi trang điểm xong, tôi đứng bên cạnh Tần Thâm cũng tự cảm thấy hai chúng tôi khá là xứng đôi. Anh Tần và phu nhân thật sự là trai tài gái sắc. Chị gái trang điểm cho tôi nói. Tôi mím môi, cố gắng nở một nụ cười vui vẻ, lèn lén liếc mắt nhìn Tần Thâm. Anh nhìn thẳng vào chiếc gương lớn trước mặt, không thể hiện cảm xúc gì. Bữa tiệc hôm nay là sinh nhật của một tổng giám đốc nào đó. Tôi đi theo sát Tần Thâm trong căn biệt thự đầy ánh đèn rực rỡ anh uống một ngụm rượu tôi cũng uống cùng một ly anh bảo tôi chào người ta thì tôi cũng ngoan ngoãn chào theo tổng giám đốc tần đây là ai vậy một người đàn ông bụng phệ ôm một người phụ nữ trang điểm rất đậm tiến đến kính rượu với anh tôi và tần thâm chưa tổ chức lễ cưới cũng không công khai sau đêm đó lúc đăng ký kết hôn xong anh chỉ nói vài câu rồi rời đi tần thâm liếc nhìn anh ta giơ ly rượu lên đây là phu nhân của tôi phu nhân của tôi tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn tần thâm. Người đàn ông kia nở nụ cười, cũng ly với tần thâm. Trời sinh một cặp, đúng là trời sinh một cặp. Sau khi người đàn ông kia rời đi, một người phụ nữ mặc váy đỏ đi tới. Cô ta trông cực kỳ xinh đẹp. Khi cô ta đi tới, giống như tất cả ánh sáng đều chiếu lên người cô ta. Cô ta đi đến đứng trước mặt tôi và tần thâm. Anh thâm mà lâu rồi không gặp. Người phụ nữ đứng rất gần, liếc nhìn tôi một lượt. Trực giác phụ nữ cho tôi biết Người này không có ý tốt. Đây là vợ anh sao?" Tần Thâm gật đầu, người phụ nữ nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng nhếch miệng, "Xin chào, tôi là Mạc Văn Nghiên." "Xin chào, tôi lễ phép đáp lại, tôi tên An Hạnh Nhiên." Váy của cô an cũng quá đơn giản rồi, chiếc váy đỏ tươi của Mạc Văn Nghiên khiến chiếc váy xanh đậm của tôi trông khá mờ nhạt. Cô ta liếc nhìn Tần Thâm, oán trách nói, "Sao anh không mua cho cô an một chiếc váy tốt hơn?" Cô ấy không phải người trong giới, mặc thế này là đủ rồi. Tần thâm lên tiếng, giọng điệu vẫn hở hững như thường. Lòng tôi lạnh đi một nửa, tôi cúi đầu nhìn chiếc châm hoa linh lan trên ngực, cảm thấy có chút khó chịu. A à thâm, sau bữa tiệc, chúng ta tụ tập nhé, lần cuối gặp nhau đã là ba năm trước rồi nhỉ. Mạc Văn Nghiên nhìn tần thâm, giọng điệu e thẹt như một cô gái nhỏ. Tần thâm dơ ly rượu lên, uống một ngụm không từ chối. Tần tổng, em muốn đi vệ sinh cuối cùng cũng chờ được đến lúc không có ai xung quanh tần thâm tôi kéo áo anh ấy để tôi dẫn em đi tôi đang định từ chối thì lại có người cầm ly rượu bước tới thế là tôi tranh thủ chuồn đi khi tôi rửa tay ở bồn rửa có người bỗng xuất hiện bên cạnh an tiểu thư mạc văn nghiên không nhìn thẳng vào tôi chỉ đứng cạnh soi gương rồi tô lại son tôi là mạc văn nghiên nhị tiểu thư của nhà họ mạc là thanh mai trúc mã của a thâm tôi lau tay vừa nãy mạc tiểu thư đã giới thiệu rồi mạc văn nghiên quay lại nhìn tôi mỉm cười an tiểu thư cô cảm thấy chúng ta có chút giống nhau không mắt mũi miệng đều rất giống năm xưa tôi vì theo đuổi nghệ thuật nên mới ra nước ngoài làm tổn thương a thâm nên a thâm mới tìm tới cô nhưng bây giờ tôi đã trở về rồi người thay thế như cô cũng nên biến đi rồi nói xong mạc văn nghiên quay người rời đi hóa ra là vậy giờ tôi đã hiểu tại sao sau khi tỉnh dậy tần thâm không truy cứu vì sao tôi lại xuất hiện trên giường anh ấy cũng không hỏi thêm gì mà trực tiếp yêu cầu tôi kết hôn với anh hóa ra là vì tôi trông giống mạc văn nghiên bảo sao anh ấy không muốn tổ chức hôn lễ sau khi kết hôn cũng rất ít khi về nhà thì ra kịch bản tôi cầm không phải là kịch bản chim hoàng yến mà là kịch bản thế thân à còn cả bán thân nữa tôi cười nhẹ nhìn bóng lưng thướt tha mạc văn nghiên suy tư một chút vậy thì dễ giải quyết rồi tối đó quả nhiên tần thâm không về nhà còn tôi thì tích cực hỏi thăm tất cả mọi người trong nhà từ quản gia đến dì lao công ở cửa cuối cùng cũng nắm được mọi thông tin lớn nhỏ về mạc văn nghiên trước đây tôi đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm ra được tần thâm thích kiểu người nào giờ thì hay rồi có mạc văn nghiên làm mẫu tôi chỉ việc sao chép lại thôi ví dụ như cô ta biết đàn piano Ví dụ như cô ta thường mặc đồ đỏ, thích đeo những loại trang sức cầu kỳ, thích ăn dâu tây và đồ ngọt. Ví dụ như màu son cô ta hay dùng là Dior màu 999 và nhãn hiệu băng vệ sinh mà cô ta thường dùng là Ngừng ngừng ngừng, cũng không cần biết chi tiết đến thế. Với 100% sự tự tin, tôi mặc chiếc váy đuôi cá màu đỏ, ngồi trên ghế đàn piano, đôi tay đầu nhói vì tiếng leng keng của mấy món trang sức đeo trên người tiếng mở cửa vang lên tôi điềm tĩnh ưu nhã chơi một bản đám cưới trong mơ dù trình độ piano của tôi chắc chắn không bằng mạc văn nghiên nhưng lúc này tôi quay lưng về phía cửa tôi đã học hỏi cách ăn mặc của mạc văn nghiên vậy nên tôi rất tự tin rằng bóng lưng của tôi có thể đạt đến cảnh giới giả mà như thật tiếng bước chân ngày càng gần tôi khẩn trương đến nỗi đánh sai mấy nốt em đang làm gì vậy Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của tần thâm, nũng nịu nói, đang đợi anh mà. Anh ấy không để ý đến tôi, tôi bưng chiếc bánh dâu tây tự tay làm đến, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Tôi cười thật tươi, lấy một miếng bánh rồi đưa tới miệng của tần thâm. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, không động đậy. Tôi cũng không giận, tự ăn một mình. Em làm cái gì vậy? Tần thâm trầm giọng nói, không làm gì cả, Tôi nháy mắt với anh ấy, cố bắt trước dáng vẻ của Mạc Văn Nghiên. Hôm nay trông em có đẹp không? Tần thâm đầy chiếc bánh da lạnh lùng nói, không đẹp. Tôi ngạc nhiên, rõ ràng tôi đã trang điểm theo phong cách của thanh mai trúc mã của anh mà. Sao anh ấy lại chê người yêu dấu của mình chứ? Váy màu đỏ không hợp với em. Vậy còn hoa tai thì sao? Tôi hỏi tiếp, không đẹp. Còn nữa, tần thâm tiếp tục nói, tôi nhớ em không thích ăn đồ ngọt sự lạnh lùng của anh khiến tôi run lên tôi vội vàng bào chữa nhưng lại vô tình nói ra sự thật nhưng mạc tiểu thư thích mà tôi không thích ăn đồ ngọt lần sau đừng làm nữa còn nữa em không phải là mạc văn nghiên sau này cũng đừng mặc váy đỏ nữa tần thâm đứng lên bỏ đi không thèm nhìn tôi lấy một cái mấy câu nói của tần thâm đã thành công dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi bây giờ tôi đang mặc váy đỏ trên tay cầm bánh ngọt chẳng khác một thằng hề buồn cười anh đứng lại tôi hét lên với tần thâm tôi nhớ lại gương mặt anh ấy ngày hôm qua khi đối diện với mạc văn nghiên nghĩ đến việc anh ấy đi cả đêm không về rồi tôi lại nghĩ đến việc từ khi kết hôn mình đã cố gắng làm hài lòng anh ấy như thế nào vậy mà anh ấy vẫn luôn không hài lòng mario đi cứu công chúa ít còn nhận được vài đồng tiền vàng còn tôi với tần thâm thì chẳng khác gì đang ngồi cầu nguyện trên một ngôi mộ chẳng có chút hồi hộp nào anh ấy nói tôi không phải mạc văn nghiên đúng vậy tôi là loại người mưu mô tính toán sao có thể so sánh với mạc văn nghiên được chứ nhưng từ lúc kết hôn với tần thâm tôi thật lòng muốn cùng anh ấy sống một cuộc sống bình yên anh ấy giúp tôi tôi sẵn lòng ở bên anh ấy theo cách anh ấy thích dù là làm cái bóng của người khác cũng được mà nhưng bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao nữa tôi ngẩng đầu nhìn tần thâm cửa sổ không đóng kín gió lùa vào lạnh buốt tôi run lên một chút sau đó chậm rãi đứng dậy tần tổng ly hôn đi anh ấy dừng bước nhưng vẫn quay lưng về phía tôi không nói một lời tôi tự nói tiếp một mình nếu anh thấy tôi không vừa mắt tôi cũng không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa số tiền anh đưa cho ba tôi tôi sẽ trả lại cho anh anh cứ viết giấy nợ đi tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi còn về danh tiếng của công ty anh anh yên tâm tôi kín miệng lắm tuyệt đối tôi sẽ không ra ngoài nói xấu anh một câu nào Lúc này tần thâm mới quay lại, nở một nụ cười chào phúng. Trả tiền sao? Em lấy gì mà trả? Chuyện đó không cần tần tổng nhọc lòng. Tôi đáp lại, đứng dậy và bước ngang qua anh. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu một đồng. Sau này nếu có cơ hội, khi anh và bạc tiểu thư kết hôn, nhớ mời tôi uống rượu mừng. Tôi mở cửa bước ra, hít thở bầu không khí tự do. Những ngày sống trong áp lực này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Sáng hôm sau, tôi vui vẻ cầm cặp tài liệu xuống lầu, tiện thể chào Tần Thâm một tiếng, "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Tần." Tôi mặt mũi hớn hở, còn Tần Thâm thì mặt lạnh như tiền, không ăn sáng sao? Tần Thâm ngồi trên bàn ăn lạnh lùng nói, "Tôi ra ngoài ăn." Tôi cười tươi như hoa, để lộ hàm răng trắng sáng, "Cảm ơn tổng giám đốc Tần đã quan tâm." Hôm qua ngay khi tôi bước ra khỏi cửa, Tần Thâm liền kéo tôi lại, anh ấy đề nghị tôi phải trả hết nợ trong vòng một năm, sau đó mới được ly hôn. Một năm sau, tôi đau đầu nhức óc, biết chắc tần thâm đang cố làm khó tôi. Một khoản tiền lớn như vậy, tôi có ba năm cũng chưa chắc đã trả được hết. Nhưng lời đã nói ra, tôi chỉ còn cách cắn răng đồng ý. Hiện giờ tôi đã bảo lưu, cũng chưa tốt nghiệp, chỉ có thể lấy danh nghĩa thực tập để tìm việc làm. Việc nghỉ học cũng là do ba tôi sắp xếp, để tôi có thể toàn tâm toàn ý làm tần phu nhân ông ấy đã tự ý nộp đơn xin nghỉ học tạm thời cho tôi thậm chí ông ấy còn làm giả bệnh án nói tôi bị bệnh tim giờ thì hay rồi dù tôi có cam đoan thế nào thì nhà trường cũng không dám cho tôi quay lại trường học thế là kế hoạch vừa học vừa làm của tôi thất bại nhưng không sao tôi vui vẻ sắp xếp công việc cho mình vẫn có một công ty ngốc nghếch chịu nhận tôi vào làm thậm chí còn trả lương cao hơn nhiều so với mức lương của thực tập sinh bình thường tôi chăm chú nhìn dữ liệu chỉnh sửa và thử nghiệm mã lệnh hết lần này đến lần khác đồng nghiệp xung quanh lần lượt ra về tôi vươn vai đứng dậy vừa đi vòng vòng vừa kiểm tra đường chân tóc may quá là một lập trình viên trộm vía đường chân tóc của tôi hiện tại vẫn cứ là ok tạm thời không có nguy cơ hói đầu nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc xe liên côn dài đỗ trước cửa công ty và tần thâm đang hạ cửa kính xe nhìn tôi tôi còn muốn chặt luôn cái đầu của mình đi tôi nhìn quanh thấy mọi người đang phát ra tiếng suýt xoa ngưỡng mộ và chụp ảnh chiếc xe tôi định cúi đầu chuồn đi an hạnh nhiên tới đây không trốn được rồi tôi che mặt lại ngượng ngùng bước lên xe trong sự chú ý của đồng nghiệp và người qua đường tin đồn lan nhanh đến mức chóng mặt Tôi đứng trước cửa phòng ăn với vẻ mặt không cảm xúc, trên tay nắm chặt chiếc cốc rỗng. Tiếng trò chuyện bên trong lọt qua khe cửa vào tay tôi. Sáng nay cậu đi sớm, chắc là không biết chuyện này. Trưa nay có một chiếc xe sang đến đón thực tập sinh mới đó. Hả? Nhà cô ta giàu vậy sao? Thế còn phải đi thực tập làm gì? Ôi trời ơi, cậu không biết đâu. Người đến đón cô ta là một người đàn ông, chắc là được bao nuôi rồi. Hey, cô gái trẻ như vậy, làm gì không làm, lại đi làm mấy cái chuyện dơ bẩn này. Cửa mở ra, hai người bên trong không ngờ tôi đứng ngay bên ngoài phòng. Trên mặt họ thoáng chút ngược ngùng, rồi liền định lách người chuồn đi. Tôi đưa tay chắn họ lại, cười như không cười. Hai chị đẹp có nói đạo lý nhiều như vậy, sao lại không biết nói xấu do lưng người khác cũng là chuyện dơ bẩn nhỉ? Nói xong, tôi không quan tâm đến gương mặt méo dẻo của họ quay người bỏ đi. Nhưng những người khác trong công ty thì vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá, khiến tôi bực bội cực kỳ. Khi nhìn thấy chiếc Lincoln đứng ở cửa công ty một lần nữa, cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm. Từ nay đừng đến đón tôi nữa. Tôi đóng sầm cửa xe lạnh lùng nói. Tần thâm liếc nhìn tôi, nhìn gương mặt tức giận của tôi rồi lại quay đầu tập trung lái xe. Sáng hôm sau đi làm, tôi thấy có vài chỗ ngồi xung quanh trống trơn. Đều là những người cầm đầu nói xấu tôi hôm qua. Tôi không ngốc, cùng làm trong ngành IT với cơ nghiệp to lớn của nhà họ Tần. Anh chỉ cần chào hỏi công ty nhỏ của tôi một chút là có thể làm những chuyện này dễ như trở bàn tay. Chuyện này chắc chắn là bút tích của Tần Thâm. Hành động hôm nay của Tần Thâm như đang giúp tôi chút giận. Tôi cảm thấy trên đầu mình đang sáng rực hai chữ cô vợ nhỏ. Sinh viên thời đại mới không chấp nhận danh hiệu này. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Quyết định sau về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng với anh, bảo anh ta tránh xa cuộc sống của tôi ra một chút nhưng sau khi tan làm nhìn thấy tần thâm đầu óc tôi lập tức ngừng lại nhìn thấy tần thâm là chuyện bình thường thấy anh mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ sau khi tan làm cũng là chuyện bình thường anh đi đôi giày da sáng bóng đến trói mắt cũng là chuyện rất bình thường nhưng khi thấy tần thâm mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ mang đôi giày da sáng bóng ngồi trên một chiếc xe đạp điện đầy vết chảy xước không hợp chút nào Trước khi anh ấy kịp gọi tên tôi, tôi đã nhanh chóng ngồi lên ghế sau, dục anh ấy đi thật nhanh. Sau đó tôi nhắc anh ấy lần sau không cần đến đón tôi nữa. Tôi hôm đó nhìn thấy chiếc xe đạp cũ kỹ đậu trước cửa công ty, tôi hoàn toàn câm nín. Tần thâm không gọi tôi, anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Hôm nay chắc chắn một trong hai người chúng tôi có vấn đề về đầu óc. Tôi bực bội nghĩ, cuối cùng tôi vẫn phải cam chịu leo lên xe, Tần thâm đạp xe rất vững, đang là mùa xuân, cây cối bên đường đã mọc trồi non xanh mướt, không còn lo tắc đường, chiếc xe đạp cũ kỹ kéo kẹt lướt qua dòng xe cộ tấp nập. Cơn gió mát mẻ buổi tối thổi qua má, mang theo một đi ngứa ngáy. Bất ngờ, một khúc cua, tôi ngồi trên yên sau, hét lên và nắm chặt lấy cánh tay tần thâm, dựa sát vào lưng anh. Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, khiến người tôi run lên. Tôi thò đầu lên, dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của tần thâm. Nhóm của công ty vừa nhận được một hạng mục mới. Để kiếm thêm tiền, tôi nhận hơn phân nửa nhiệm vụ trong dự án này. Sau khi bị tôi từ chối nhiều lần, cuối cùng tần thâm đã đổi sang chiếc súp bình thường để đón tôi tan làm. Đã rất buồn rồi, những ngọn đèn ở tòa nhà đối diện công ty hầu như đã tắt hết. Chiếc súp vẫn đậu bên đường. Tôi xoa chán, mệt mỏi bước ra từ trong công ty mệt lắm hả tần thâm hỏi không sao tần thâm gõ gõ ngón trò lên vô lăng một lúc sau anh nói ra một câu không đầu không đuôi anh không thiếu tiền tôi cạn lời ừ ừ ừ tôi biết rồi tất nhiên tôi biết tổng giám đốc tần không thiếu tiền nhưng cũng không cần phải khoe khoang trước mặt nhân viên đang mệt mỏi vì tăng ca như tôi chứ đi ngang qua trung tâm thương mại tần thâm giảm tốc độ đi ăn chút gì nhé không được nhìn ra ngoài thấy một nhà hàng tình nhân đang trang trí đủ loại trái tim màu hồng phấn, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Chỗ này chỉ dành cho những người có tình yêu thôi, tôi xua tay, bây giờ tôi còn mệt mỏi hơn cả chó nữa. Tôi bực bội ngồi trong phòng ăn, tần thâm ngăn cản không cho tôi đi ngủ, lại bắt tôi ngồi vào bàn ăn, rồi anh ấy đeo tạp dề lên, động tác có chút vụng về. Một đĩa bò bít tết được làm tỉ mỉ, được đặt trước mặt tôi, nhưng quả cà chua bi bên cạnh tươi sói căng mọng. Anh còn biết nấu ăn nữa sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tần thâm không để ý đến tôi, chỉ im lặng ngồi ở phía đối diện. Tôi cầm dao nghĩa, nếm thử một miếng, hương vị không tệ lắm. Nhưng vì quá mệt mỏi, cộng thêm cả ngày nay, chỉ ngồi gõ phím. Lúc này, hai tay tôi nặng chịu như trì. Dao và nĩa vô tình va vào đĩa nhiều lần, phát ra âm thanh rất khó chịu. Tôi ngượng ngùng ngước lên nhìn tần thâm, gượng cười, Ngon quá, tôi cảm động đến mức run hết cả tay rồi. Lại một tiếng va chạm nữa, tôi vô thức nhìn về phía tần thâm, đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh ấy. Anh ấy đưa tay đến trước mặt tôi, tôi vô thức nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm của mình. "Ăn đi." Giọng anh ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tôi mở mắt, phát hiện đĩa bò bít tết trước mặt đã được cắt thành từng miếng nhỏ. Tôi xấu hổ vì suy nghĩ ác ý của mình, chẳng biết làm gì ngoài gượng cười. Hôm nay tôi ngủ không yên. Nửa đêm, 12 giờ, tôi đen mặt xuống lầu, nhìn Mạc Văn Nghiên vẫn đang làm ẩm ý trong phòng khách. Cô ta vẫn mặc chiếc váy đỏ, kéo tay áo của Tần Thâm, khóc như hoa lê trong mưa. Anh Thâm, rõ ràng là anh thích em mà, sao anh cứ luôn tránh mặt em như vậy chứ? Tần Thâm liên tục lùi lại, lúc sắp va vào tủ thì anh ta xoay người né sang hướng khác, như một người luyện võ vậy. Tôi thầm khen ngợi trong lòng, dù sao cũng không ngủ được, tôi hứng thú núp ở bậc cầu thang, tự mình một chỗ ngồi xuống hóng hớt. Ai ngờ đầu gối lại vô tình va vào lan can, tôi đau đớn kêu lên một tiếng. Phòng khách đột nhiên im lặng, hai người kia quay đầu nhìn về phía tôi. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Mạc Văn Nghiên là người phá vỡ sự im lặng trước. Chắc chắn cô ta đã uống không ít rượu trước khi đến đây. Hai má cô ta đỏ bừng, hừng hực khí thế mà lao đến kéo tôi dậy. Đầu gối tôi đang bị đau, bị cô ta kéo mạnh, tôi lại đau đớn kêu lên tất cả là tại cô nhìn ánh mắt đáng sợ của mạc văn nghiên tôi sững sờ cô chỉ là người thay thế dựa vào đâu mà cô dám độc chiếm anh thâm nếu như không có cô bây giờ người sống ở đây phải là tôi mới đúng trước mắt tôi tối sầm lại mở miệng nói mạc tiểu thư tôi lập tức rời đi trả lại chỗ cho cô được chưa nhưng trước tiên cô phải buông tôi ra đã đủ rồi tần thâm nhanh chóng bước tới kéo mạc văn nghiên ra ôm tôi vào lòng trên gương mặt anh là sự giận dữ mà tôi chưa từng thấy qua. Nhìn hiền không phải là người thay thế của cô, người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có cô ấy. Tôi lấy cô ấy chỉ vì cô ấy là an hạnh nhiên mà thôi. Tần thâm gọi bảo vệ kéo Mạc Văn Nghiên đang khóc lóc ra ngoài. Tôi nhìn tần thâm đang trong trạng thái trầm mặc thương hại vỗ vỗ đầu anh, mở miệng an ủi. Anh cần gì phải làm như thế, dù sao chúng ta cũng đã quyết định ly hôn rồi. Anh giải thích mọi chuyện với Mạc Tiểu Thư là được rồi, không cần phải diễn vào kịch đau khổ vì tình yêu đâu. Tại sao phải giải thích với cô ta? Gương mặt tần thâm không còn giận dữ như vừa rồi, nhưng vẫn rất âm trầm. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Tôi nuốt nước bọt, dũng cảm nhìn anh. Không phải anh thích cô ta sao? Tôi nói cho anh biết nhé. Tổng giám đốc Tần, yêu là phải nói, cũng như đói. ừm... Um... Còn chưa kịp nói hết, gương mặt của tần thâm đã phóng đại trước mắt tôi. Kỹ năng hồn của tần thâm rất vụng về, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Sau khi hôn xong, tần thâm nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc sau, anh lên tiếng. Anh yêu em. Hả? Tôi ngẩn người. Tần thâm ngượng ngùng quay mặt đi, gương mặt lạnh lùng thường ngày, lúc này lộ ra vẻ lung túng. Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói. Em vừa bảo yêu là phải nói. Vì vậy, anh nói rồi, anh yêu em mạc văn nghiên đã bị đuổi đi bây giờ chỉ còn lại tôi và tần thâm trong phòng khách lộn xộn mắt lớn chừng mắt nhỏ tôi ngồi trên ghế sofa bình tĩnh lên tiếng bắt đầu từ khi nào cũng hơi lâu rồi người đối diện cũng bình tĩnh đáp lại tháng trước khi em đứng lên thuyết trình anh là khách mời đặc biệt ừ, tôi lạnh lùng mở miệng khung cảnh lúc này cực kỳ nghiêm túc người ngoài không biết có khi còn tưởng là chúng tôi là gián điệp đang truyền tin tình báo tôi nghiêm túc nhấp một ngụm nước rồi bị sạc gần chết. Anh nói anh thích em. Vậy tại sao lúc nào anh cũng chọc tức em vậy? Tôi kinh ngạc không thể tin nổi. Không có mà. Tấn thâm nghi hoặc. Vậy tại sao anh không ăn bữa sáng em nấu? Chị anh dặn không được để vợ nấu ăn. Vậy anh không ăn thì thôi đi. Sao lại chê em nấu dở chứ? Chị anh dặn nói như vậy để em từ bỏ ý định nấu ăn. Vậy tại sao anh không để em ngủ cùng anh? Còn nhốt em ở ngoài nữa? Càng nói tôi càng tức giận suýt nữa thì chỉ thẳng vào mặt của tần thâm để mắng. À, anh muốn đợi đến khi em thích anh, rồi thì mới bắt đầu ngủ cùng em. Vậy tại sao đêm đó anh lại ra ngoài với Mạc Văn Nghiên, lại còn không về nhà nữa? Bởi vì chiếc dây chuyền mà em nói không mua được là nhãn hiệu mà Mạc Văn Nghiên sáng lập, anh muốn đặt riêng một cái để tặng em. Với cả hôm đó anh có về nhà mà, chỉ là sáng hôm sau anh đi sớm thôi. Vậy tại sao anh lại lái chiếc xe phô trương đó đón em tan làm, làm em bị tất cả mọi người trong công ty hiểu lầm? Chị anh nói em mới đi làm, bảo anh phải lái chiếc xe tốt nhất đến đón em để em nở mày nở mặt. Tôi hít sâu một hơi, run rẩy hỏi một câu. Chị anh có người yêu chưa? Chưa có. Tần thâm trông rất vô tội, tiếp tục nói. Chị ấy bạn quản lý công ty, 30 tuổi rồi vẫn chưa có mối tình đầu. Tôi cầm nín không nói nên lời. Hai chị em nhà này đúng là một người dám nói, một người dám nghe. Không phải anh đã đổi cái xe khác đến đón em rồi sao? Tần thâm trông càng vô tội hơn tôi nhớ lại chiếc xe đạp cũ nát sắp hỏng kia véo một cái thật mạnh vào tay mình đề phòng bị ngất xìu vì tức giận quá nhiều cú sốc đến cùng một lúc tôi không thể phản ứng kịp may mà sáng hôm sau thức dậy tần thâm cũng không nhắc lại cuộc trò chuyện giang giờ tối qua tôi ngồi ở bàn ăn nhìn tần thâm thuần thục cắt bỏ bít tết cho tôi bầu không khí gượng gạo cũng dần dần tan đi tôi ho khan một tiếng hôm nay trời đẹp ghê tần thâm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tôi một cái bên ngoài đang mưa mà sau bữa ăn tần thâm bưng một ly nước đen thui lên uống tôi kinh ngạc tôi nhớ đến đêm tân hôn anh bình tĩnh đối diện với bộ đồ ngủ gợi cảm của tôi mà không hề động lòng tôi không khỏi lo lắng không biết anh có vấn đề gì khó nói hay không tôi cân nhắc một lúc cố gắng không làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông cẩn thận hỏi anh bị cảm nên mới phải uống thuốc hả mới nãy trời vừa mới mưa anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé để che xấu tôi còn cười gượng hai tiếng Tần thâm không thèm ngẩng đầu lên. Đây là cà phê đen. Hôm nay là cuối tuần, nhưng tần thâm vẫn phải đi làm. Quả nhiên làm sếp cũng có nỗi khổ của sếp. Tôi hả hề nghĩ, sau đó tiện tay đưa áo khoác cho anh, tìm chuyện để nói. Áo khoác mới của anh đẹp thật đấy. Tần thâm dừng lại, quay đầu hờ hững nói. Cái này hôm qua anh vừa mới mặc rồi. Anh còn thêm một câu, khi đón em tan làm đó. Tôi cứng họng không nói nên lời. Thôi được rồi, Tần Thâm nói với tài xế hôm nay không đi làm nữa. Tần Thâm nói hôm nay sẽ ở nhà làm việc còn bắt tôi phải ở bên cạnh anh. Tôi thì đơn giản, nhập ra tùy tục thôi. Thế là tôi đi dạo một lượt trong phòng làm việc, bất chợt bị một giá sách thu hút. Thiết kế chương trình máy tính, giới thiệu về thuật toán, cơ sở dữ liệu, thiết kế tương lai, nghệ thuật sửa mã, vân vân và mây mây. Tôi nhìn qua từng quyền một, có những cuốn rất quen thuộc, có những cuốn tôi chỉ mới nghe nói qua chứ chưa kịp đọc thì đã phải nghỉ học. Nguyên một giá sách đầy những sách liên quan đến chuyên ngành IT, toàn bộ đều mới tinh, còn thoảng mùi mực in. Trong số đó còn có vài cuốn tần thâm từng đưa cho tôi xem. Tôi không kiềm chế được mà ngồi xuống bên cạnh đọc, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của dì Phương. Chắc là vì dì sợ tôi giật mình nên chỉ khẽ nói, phu nhân, gian chưa thôi. Mang vào đây cho cháu được không? cháu muốn ăn ở đây à? nói xong tôi mới nhận ra đây không phải là nhà tôi mà là thư phòng của tần thâm. tôi dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế trong phòng sách của anh, tôi sợ nếu anh nghe thấy anh sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy tần thâm đang đi tới, anh bình tĩnh nói gian cơm. trong khoảnh khắc đó não tôi tự động chuyển thành ra chịu chết. tần thâm cúi xuống giúp tôi kẹp đánh dấu trang, nhàn nhạt, nhạt nói thêm một câu. Vừa ăn vừa đọc sách không tốt cho dạ giả dày đâu, ăn xong rồi đọc tiếp. Bên ngoài đã tạnh mưa, một tia nắng chiếu lên người tần thâm. Tôi ngây người ngồi đó, hơi thở của anh phà vào tai tôi. Tôi còn ngửi được mùi thơm thanh mát của cỏ cây. Một bó hoa linh lan được đặt vào trong lòng tôi. Tôi ngẩn ngơ cầm bó hoa linh lan, đặt nó bên bàn ăn. Sau bữa ăn lại đem nó về thư phòng. Tần thâm tìm một bình hoa, anh cắm hoa, rồi đặt ngay ngắn trên bàn tôi, những cánh hoa trắng mềm mại rủ xuống từ thân cây xanh tươi tỏa ra hương thơm thanh mát ngọt ngào bên cạnh là ly trà sữa dì vương nấu ánh nắng sau cơn mưa chiếu lên trang sách tạo thành viền vàng óng ánh nếu như không có cuộc điện thoại đó có lẽ đây sẽ là một buổi chiều tuyệt đẹp cái gì tôi hoảng hốt vội vã chạy ra ngoài thậm chí còn quên mặc áo khoác hạnh dư bây giờ thế nào rồi rõ ràng trước đó vẫn tốt mà sao đột nhiên lại chán tôi ướt đẫm mồ hôi nhìn xung quanh tìm một chiếc taxi để chở tôi đến bệnh viện nhưng trong khu biệt thự không có taxi vào tôi cầm điện thoại vừa chạy vừa cầu xin xin hãy cứu em gái tôi bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề tôi sẽ đến ngay tiếng còi vang lên một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi tần thâm mở cửa xe nhanh chóng đẩy tôi vào trong còn tiện tay choàng một chiếc áo khoác lên người tôi khi tôi đến bệnh viện hạnh dư đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật tôi ngồi trong phòng bệnh nhìn cô bé đang thở máy khuôn mặt tái nhợt những đường tĩnh mạch xanh mờ hiện rõ trên mí mắt em ấy giống như những con bướm yếu ớt có thể bay đi bất cứ lúc nào bác sĩ đến nhắc tôi nộp viện phí và cả số tiền điều trị còn nợ cái gì tôi ngạc nhiên chẳng phải bố tôi đã nộp viện phí rồi sao bác sĩ lắc đầu tôi lập tức tức giận cầm điện thoại lên giọng nói buồn nôn vang lên từ đầu dây bên kia nhìn hạnh dư trên giường bệnh tôi cố gắng hạ thấp giọng tại sao bố không nộp viện phí cho hạnh dư hạnh nhiên à con cũng biết công ty của bố thâm hụt quá nhiều tiền nên bố đành lấy tiền để cứu công ty trước tất cả vì tương lai của các con mà mặc dù đầu dây bên kia ồn ào không nghe rõ nhưng giọng điệu giả tạo của an hoài vẫn cứ khiến tôi buồn nôn vậy số tiền tần thâm đưa cho bố khi anh ấy cưới con đâu rõ ràng bố nói chỉ cần con đồng ý thì hạnh dư sẽ đủ tiền để chữa bệnh cơ mà có phải bố lại mang tiền đi đánh bạc rồi không tôi nghiến răng nói từng chữ một đầu dây bên kia lập tức ngắt máy gọi lại chỉ là nghe thấy tiếng báo đầu bên kia đang bận tôi tuyệt vọng ngồi dựa tường nước mắt tuôn rơi tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy tần thâm đang chờ tôi ở hành lang anh chỉ nhìn tôi rồi mở rộng vòng tay tôi bước đến nắm lấy vạt áo anh cố gắng nở ra một nụ cười ngọt ngào giống hệt như đêm tôi chuốc thuốc để quyến rũ anh tần tổng tôi xin anh anh có thể cứu em gái tôi không chỉ cần anh đồng ý anh muốn em làm gì cũng được an hạnh dư bị bệnh tim bẩm sinh lại là loại cực kỳ nghiêm trọng nhà tôi tuy không phải quá giàu có nhưng cũng gọi là có của ăn của để hoàn toàn có khả năng chi trả cho hạnh dư nhưng từ khi ba tôi an hoài nhiễm thói cờ bạc thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi ông ấy chơi lớn suýt nữa thì khiến công ty phá sản đêm đó sau khi tôi diễn thuyết xong về đến nhà An Hoài đặt một tờ hóa đơn viện phí của Hạnh Dư đến trước mặt tôi, sau đó tôi nghe theo sự sắp xếp của An Hoài, tham dự buổi tiệc tối, đưa cho Tần Thâm ly rượu đã được pha sẵn thuốc kích dục. Và bây giờ đây, tôi đang ngồi một mình trong phòng khách trống trải của nhà Tần Thâm, ngẩng đầu tu hết chai rượu vang vừa lấy ra ở trong tủ. Cồn có thể làm tê liệt thần kinh, nhưng gương mặt không rõ cảm xúc của Tần Thâm vừa rồi lại càng ngày càng hiện rõ trong tâm trí tôi anh nghe lời cầu xin của tôi giúp tôi thanh toán tất cả các khoản phí tôi ngẩng đầu bật cười thấy chai rượu đã cạn đáy tôi lại mở một chai khác ra và uống cuộc hôn nhân này là do tôi lừa gạt nên mới có được còn tiện tay giúp an hoài lừa tần thâm một số tiền lớn còn tôi vừa mới thích tần thâm đã chạy đến xin tiền anh ấy trong mắt anh ấy có lẽ tôi chỉ là một kẻ lừa đảo không biết xấu hổ Rượu đắng chảy vào dạ dày, nhưng mùi vị tôi nếm được trên môi lại là vị mặn của nước mắt. Tiếng mở cửa vang lên, tần thâm mang theo làn gió lạnh đêm bước đến bên cạnh tôi. Tôi nở một nụ cười quyến rũ, đưa tay xoa xoa bờ vai anh, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của anh, nhấc một chân cuốn lấy eo anh. Tần thâm nắm lấy cổ tay tôi, tôi nghĩ có lẽ mình đã uống quá nhiều, nên mới thấy trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày của anh có một tia lửa giận. Tôi lắc đầu, ngẩng lên tìm đôi môi anh. Lúc ở bệnh viện, tôi đã hứa với Tần Thâm rằng anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có việc này là tôi có thể làm tốt nhất. Tần Thâm giật lấy chai rượu trong tay tôi, áp sát mặt vào tôi. Cảm giác áp bức đột ngột ập đến, tôi muốn trốn tránh, nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt eo tôi. "An Hạnh Nhiên, em đừng tự hạ thấp mình." Nghe giọng điệu này của anh, có vẻ như anh thật sự tức giận rồi. Tôi chớp mắt, cơn say khiến tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo. Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn khuôn mặt tần thâm ở khoảng cách gần. Ánh mắt sắc bén của anh khiến tôi không khỏi run rẩy. "Tần tổng, em không còn cách nào khác. Chắc là giọng nói của tôi nghe khó chịu lắm. Nếu không thì tại sao tần thâm lại nhíu mày như vậy chứ? Em phải cứu em gái, em không thể để con bé chết được. Em chỉ có thể cầu xin anh, anh cho em mượn thêm chút tiền nữa được không? Em thề, em thề sẽ trả lại cho anh mà." Em thật sự không còn cách nào khác. Tôi muốn hôn anh lần nữa, nhưng tần thâm quay đầu tránh đi, nắm chặt cảm tôi. Tôi rất đau, nhưng anh không chịu nới lòng tay. Mũi của chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở như hòa quyện với nhau. Tôi lại ngửi thấy mùi hương cỏ cây. Anh nói, sao lại không còn cách nào khác? Khi bước ra khỏi phòng, chân tôi mềm nhũn cảm giác như trong mơ. Tần thâm đỡ tôi, dựa vào cánh tay anh. Sao rồi? Anh hỏi tôi bằng giọng nói bình thản, tôi cảm thấy rất yên lòng, hệt như con chim mệt mỏi cuối cùng đã tìm thấy tổ. Mọi chuyện đều xuôn sẻ. Trên ghế phụ đặt một bó hoa linh lan lớn, tôi lập tức ôm lấy, im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua. Đêm hôm đó Tần Thâm uống một ngụm rượu lớn, sau đó anh nắm chặt cằm tôi, ép tôi uống. Tôi ho sặc sụa, nhưng Tần Thâm lại ép sát tôi, hỏi lại một lần nữa, sao lại không còn cách nào tôi bị anh ép đến mức gần như sụp đổ nước mắt tuôn trào anh dịu giọng chậm rãi hỏi tôi vậy tình cảm của em dành cho bố em là như thế nào giống như cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát không thể chờ đợi mà trào ra tôi khóc lớn em hận ông ấy ông ấy chưa bao giờ yêu thương bọn em ông ấy ép mẹ em phải rời đi bây giờ lại suýt hại chết em gái em em chỉ muốn ông ấy chết đi mà thôi tần thâm em không còn nhà nữa Tôi khóc đến mức không thở nổi. Tần thâm vỗ nhẹ lưng tôi an ủi. Được rồi, được rồi. Anh biết, anh biết mà. Em có nhà, anh ở đây. Đây chính là nhà của hạnh nhiên. Sau đó tần thâm chỉ mất chưa đến 3 ngày để đưa An Hoài vào tù. Tội danh là trốn thuế, bằng chứng đầy đủ. Cảnh sát gọi tôi đến để làm rõ tình hình. Tần thâm ôm tôi dặn dò. Em cứ nói là em không biết gì cả. Đừng sợ, anh đứng bên ngoài này chờ em. Cảnh sát hỏi tôi có muốn gặp An Hoài lần cuối không, tôi lễ phép từ chối. Tôi nói với họ, người yêu của tôi đang đợi tôi ở bên ngoài, anh rất lo lắng cho tôi, tôi muốn nhanh chóng ra ngoài để gặp anh ấy. Tần Thâm chuyển An Hạnh Dư đến một bệnh viện tư nhân gần nhà, ngày nào tôi cũng dành thời gian đến thăm em. Đứa em ngủ rất yên tĩnh, đôi khi tỉnh dậy nó sẽ ríu rít gọi Tần Thâm là anh rể. Tần Thâm dịu dàng ngồi bên cạnh gọt táo cho Hạnh Dư, cũng gọt cho tôi một đĩa. Dự án của nhóm tôi cũng được hoàn thành một cách thuận lợi. Tôi mệt mỏi trong một thời gian dài nên gầy đi hẳn. Nhưng nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, tôi lại cảm thấy mình có thể tiếp tục cố gắng. Tôi phấn khởi đưa thẻ ngân hàng đến trước mặt tần thâm. Anh không nhận, lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra. Tôi nín thở. Đó là đơn xin nhập học lại của tôi, đã được đóng dấu. Tôi chố mắt nhận lấy, tần thâm bình thản nói, đi học lại đi công ty đó không hợp với em đâu em học xong rồi thì đến công ty của anh làm lần trước sau khi em đọc xong bài diễn thuyết anh đã xem qua một lượt những dự án trước đây của em có một số ý tưởng rất phù hợp với công ty của anh ban đầu anh định sắp xếp người liên hệ với em kết quả là em tự mình tìm đến tần thâm cười gương mặt lạnh lùng muôn thuở giờ như dịu lại đôi chút bên dưới giấy nhập học là một tấm thiệp cưới tấm thiệp màu xanh đậm trên đó cài một nhánh hoa linh lan ý nghĩa của hoa linh lan là tình yêu chân thành giống như tần thâm luôn âm thầm yêu thương bảo vệ tôi theo cách của riêng anh tôi mở ra tên của an hạnh nhiên và tần thâm được đặt cạnh nhau được bao quanh bởi hình vẽ của hoa linh lan tần thâm bước tới quỳ một chân xuống trên tay anh là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh vang lên trong căn phòng có một tấm thiệp muốn mời cô an nhận không biết cô an có đồng ý không tôi chớp mắt cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, hất cảm với tần thâm. Đương nhiên rồi, làm sao có thể thiếu nhân vật chính được chứ? Tôi cười rạng rỡ đưa tay ra, còn không mau đeo nhẫn lên cho bàn tiểu thư. Phiên ngoại về tần thâm. Nếu bảo tần thâm đã hơn 30, tóm tắt lại những trải nghiệm mà anh ấn tượng nhất, có lẽ anh sẽ liệt kê 3 điều. Điều đầu tiên là anh quay lại trường cũ với tư cách cựu sinh viên xuất sắc, được mời tham gia một hoạt động tại trường cũ ngồi dưới sân khấu, anh bị thu hút bởi một cô gái mặc váy xanh đậm. Cô gái đứng dưới ánh đèn sân khấu, không hề sợ hãi khi đứng trước đám đông. Cô ấy tự tin nói về chuyên môn của mình, thậm chí còn có cả những kiến thức vượt xa cấp học hiện tại của cô ấy. An hạnh Nhiên đúng là một nhân tài, Tần Thâm thầm cảm thán, anh bảo trợ lý của mình đi tìm hiểu thông tin về cô, nếu phù hợp, anh sẽ liên hệ cô đến công ty của anh thực tập kết quả là trợ lý của tần thâm còn chưa kịp liên hệ an hạnh nhiên đã tự mình tìm đến lúc đó đầu óc tần thâm choáng váng cả người anh bị bao phủ bởi cảm giác nóng rực khi an hạnh nhiên đến gần và chạm bôi anh tần thâm cũng không ngần ngại mà hôn lại cô đây cũng là điều thứ hai mà tần thâm ấn tượng sâu sắc nửa đêm tần thâm tỉnh dậy cô gái vẫn chưa rời đi cô ấy ngồi trong góc phòng góc nức nở Hình ảnh cô gái vụng về nhưng cố tỏ ra nhiệt tình hiện lên trong tâm trí tần thâm. Anh nhớ lại thông tin mà trợ lý từng nói. Gia đình xa sút ông bố nghiện cờ bạc, còn có em gái bị bệnh tim bẩm sinh. Cô gái bị tiếng động của tần thâm làm giật mình, co rúm lại. Đôi mắt to tròn nhìn anh, hai hàng nước mắt vẫn liên tục chảy xuống. Cô ấy giống như một chú thỏ nhút nhát. Đừng khóc nữa. Tần thâm cảm nhận được thấy trái tim mình mềm đi. Anh sẽ cưới em sau đó tần thâm đã đạt được mong muốn sau một vài lần hiểu lầm cô gái vẫn sẵn lòng nhận chiếc nhẫn của anh ngày đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tần thâm dưới ánh trăng rực rỡ cô gái của anh cười tươi hơn cả những ngôi sao trên trời từ đó cô trở thành nữ chính duy nhất trong cuộc đời tần thâm chỉ có điều nữ chính lúc này có vẻ hơi nóng tính an hạnh nhiên véo tai con trai tần phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng còn yêu sớm thì yêu sớm thôi, sao còn học mấy cái trò theo đuổi con gái của bố con nữa? Còn có biết, kỹ thuật tán gái của bố con kém đến mức nào không hả mà còn dám chạy đến hỏi bố? Đúng là một người dám dạy, một người dám học mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn thuộc thể loại ngôn tình ngược trước sùng sau rất hay mang tên Đêm tân hôn, chồng bỏ tôi một mình cô đơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.